chào tất cả quý cô bác, các anh chị, các bạn. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh Nga Võ Illinois. Lời đầu tiên, Nga Kính xin gửi lời thăm sức khỏe đến tất cả quý vị và gia đình. Trong cái video này, hôm nay là ngày 9 tháng 11, 2020. Nga xin cập nhật những cái thông tin như sau. Ông Mitch McConnell là tham gia cuộc đàm phán gói cứu trợ lần thứ hai. Tất nhiên là các anh chị biết trước đó là ông chỉ là người đứng ngoài cuộc thôi. Nhưng mà hôm nay cái thông tin mới nhất là ngày 9 tháng 11 đã đưa ra hôm nay là thứ hai và một người phụ nữ lên máy bay tại sân bay Chicago Oha bất hợp pháp mà không có vé thì đây là một câu chuyện mỗi ngày một câu chuyện thì Nga xin chia sẻ tới các anh chị cô chú ha và cái phần cuối cùng là một số anh chị cũng có nhắn vào nói là Nga ơi làm một cái video về chứng khoán và trái phiếu nhưng mà Nga cũng xin thưa rằng là Nga chỉ chia sẻ là những cái gì mà mười mấy năm nay là ngay giống như là giữ chứng khoán và cái trái phiếu là cái bài học chính bản thân mình như thế nào thôi ha còn nếu như mà về là những cái thông tin mà chuyên nghiệp á, thì là những cái người là chuyên gia về chứng khoán á, thì người ta rõ hơn thì nga chỉ xin được phép là chia sẻ cái gì là mình à, trải nghiệm qua mười mấy năm thay thôi dạ nga cũng kính mời tất cả quý cô chú anh chị theo dõi với nga cái phần chi tiết sau đây và nga cũng xin ông Mitch McConnell được cho là tham gia dẫn đầu vào cuộc tham gia cái cuộc đàm phán về cái gói kích thích lần thứ hai lần này như các anh chị cô chú biết là trước đó thì là ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh là Stephen Mnuchin và bà Nancy Pelosi là hai người là đóng vai trò chánh trong cái việc đàm phán gối cứu trợ lần thứ hai. Ông Mitch McConnell là chỉ đứng ngoài cuộc thôi là trong cái quá trình đàm phán ở tòa Bạch Ốc thì ông Mitch McConnell là chỉ ở tại quê nhà của ông là Kentucky thôi. Nhưng mà lần này thì ông là người sẽ là người tham gia chánh trong cái cuộc đàm phán của gói cứu trợ hai lần này thì Nga cũng xin chia sẻ các chi tiết và Nga xin được phép là dịch lại cái phần tiếng Việt sơ qua. Lãnh đạo Thượng viện đa số là ông Mitch McConnell là phía bên là Cộng hòa dự kiến sẽ là đóng một vai trò lớn trong các cuộc đàm phán về cái gói cứu trợ coronavirus. Trong cái lần này, theo như Washington Post đã đưa tin như vậy. Dạ, cả bà Pelosi và ông McConnell đều mong muốn là hoàn thành cái gói cứu trợ này trước cuối năm. Ông Mitch McConnell cũng trích dẫn báo cáo trong cái việc làm là hôm thứ Sáu rằng cho biết là cái nền kinh tế đã đạt được 638.000 việc làm trong tháng 10 như một cái lý do để hỗ trợ cái kế hoạch là cứu trợ mỏng hơn thay vì là cái dự luật là lớn hơn mà bên phía Dân Chủ là mong muốn ông chủ tịch thường viện bên đảng Cộng hòa nói rằng tôi nghĩ là chúng ta cần một cái khác, nhưng tôi nghĩ nó cũng cố lập luận mà tôi đã đưa ra trong vài tháng qua rằng cái thứ gì đó nhỏ hơn, thích hợp hơn với cái mục tiêu cao là những cái thứ liên quan trực tiếp đến coronavirus. Điều mà tất cả chúng ta đều biết sẽ là nó không có biến mất cho đến khi mà chúng ta là chủng ngừa. Ông nói trong một cái cuộc họp báo ở Kentucky là quê nhà của ông. Và ông Mitch McConnell cũng đã báo hiệu rằng vào tuần trước rằng là ông sẵn sàng bao gồm là cái tài trợ cho tiểu bang. Tuy nhiên là trong cái vấn đề đó tài trợ cho tiểu bang là có cái tiền mà à, thất nghiệp đó các anh chị. Dạ. Và đây là những cái lời của những nhà kinh tế. Nhiều nhà kinh tế là cho biết là cần phải là có thêm cái chi tiêu về cái gói hỗ trợ lần thứ hai để mà thúc đẩy cái sự phục hồi của kinh tế vì kinh tế đang phục hồi chậm. Báo cáo về việc làm mới nhất là đánh dấu vào cái tháng thứ tư liên tiếp về cái việc là tăng chậm lại và gần là 22 triệu người Mỹ là vẫn là đang yêu cầu một số là hình thức trợ cấp thất nghiệp do cái tỷ lệ là thất nghiệp vẫn tăng ở cái mức là 6,9%. Như vậy là những cái lợi ích đó là sẽ là hết hạn đối với hàng triệu người vào cuối năm mà không có sự gia hạn từ các quốc hội. Như vậy là theo cái thống kê đó thì hiện tại cái mức là thất nghiệp là vẫn còn gia tăng cho nên là các nhà kinh tế là mong mỏi là có một cái gối cứu trợ lần thứ hai từ quốc hội để mà giúp cho người dân là ổn định lại cái cuộc sống và cho là cái trong cái quá trình để mà giúp cho cái sự cái phục hồi cái nền kinh tế của Hoa Kỳ lại. Cái điều thứ hai là Nga muốn chia sẻ câu chuyện đó đây mà xảy ra ở nước Mỹ. Thì đây là một câu chuyện xảy ra ở sân bay Chicago Ohio và cái um, cái điều này là xảy ra hôm cuối tuần nha các anh chị. Dạ Nga cũng xin là chia sẻ và ngay sau cái phần này thì Nga cũng chia sẻ cái phần là à, các anh chị có hỏi về à, chứng khoán á dạ. Thì trong đây là có một là người phụ nữ buộc tội là lên máy bay bất hợp pháp tại sân bay ở Chicago, Ohio. Dạ đây là một vài cái hình ảnh ở trên máy bay và tại ở sân bay Chicago như các anh chị đã biết là mỗi lần các anh chị mà đi lên trước khi lên máy bay thì các anh chị phải qua cái khoảng là security, cái phần là an an ninh rất là chặt chẽ. Dạ mà không hiểu sao mà cái người phụ nữ này lại là lên được sân bay, là lên được trên máy bay và không có vé. Trong đây người ta cũng có nói rằng là người phụ nữ đã bị buộc tội lên máy bay bất hợp pháp mà không có có cái vé ở nhà ga số 3 của trung tâm hàng không là cảnh sát cho biết là theo như ở cái chi nhánh mà WLS ở Chicago thì cảnh sát xác nhận rằng cô người phụ nữ này đã được đưa ra khỏi máy bay ngay sau là 8 giờ sáng chủ nhật và bị tạm giữ mà không có cái sự cố nào là gây ra cho những cái hành khách khác thì hiện là vẫn chưa rõ là máy bay liên kết với cái hãng hàng không nào và người phụ nữ đã là cáo buộc đã vượt qua các các trạm kiểm soát an ninh của cuộc là an ninh vận tải để mà lên máy bay, hiện vẫn là chưa rõ là liệu cái vụ việc là có cái làm trì hoãn các chuyến bay theo cái lịch trình hay không. Thì cái người phụ nữ này là 23 tuổi đến từ là Mockhew Park đã là bị là buộc tội với một cái tội danh là phạm tội là xâm phạm sân bay và một cái tội danh nhẹ khác nữa là về là xâm phạm về xe cộ và người phụ nữ này là sẽ là ra tòa dự kiến là vào tất nhiên là hôm thứ hai này tất nhiên là ngày 9 tháng 11 2020 này là cô ra tòa và trong một cái tuyên bố khác thì cũng được chia sẻ là bên giới truyền thông cũng cho rằng là các câu hỏi khác là về là cáo buộc cô người này á, cái người mà xâm phạm vào trong cái máy bay mà không có vé máy bay này sẽ là đưa qua bên sở cảnh sát của Chicago về cái sự là an toàn và an ninh cho tất cả các du khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi đó là phát ngôn của tại sân bay là chúng tôi đang điều tra cái vụ việc này và các cái trường hợp là có tính chất này có thể là mất tới là 90 ngày. Đó là cái thông tin từ bên sở cảnh sát của Chicago. Một điều thú vị người ta cũng chia sẻ rằng là vào cái khoảng thời gian này mà hồi năm ngoái á, thì có một phụ nữ là nổi tiếng là đã gây xôn xao vì đã lén lút là lên cái chuyến bay từ Delta từ Orlando, Florida đến Atlanta mà không có cái ID hoặc cái thẻ mà lên máy bay. Đây là cái lần này á, như vậy là cái việc này cũng không hiểu sao. Mà lần này là cái cô 23 tuổi này là không hiểu sao mà cổ lại vượt qua cái um, cái cửa an ninh và cổ đã lên máy bay mà không có là um, vé máy bay. Đó là một câu chuyện trong tuần nga đã xin chia sẻ đến tất cả quý vị. Tiếp theo cái phần này thì nga xin được phép là trả lời cái câu hỏi là chứng khoán và trái phiếu thì trong đây là nga cũng hồi nãy là nga cũng có xin thưa rằng là nga chỉ là những người nga chỉ là một người là giống như giữ cổ phiếu và giữ trái phiếu là hơn mười mấy năm nay tất nhiên là khi mà các anh chị biết rồi các anh chị làm công ty á, thường, thường là các anh chị là có những mua những cái khoản đó thì nga chỉ chia sẻ là những cái kinh nghiệm thực tế của nga thôi còn nếu như mà các anh chị chuyên sâu các anh chị cần cái gì á, thì nên là giống như là những chuyên gia đó chuyên gia về chứng khoán thì người ta là chia sẻ rõ ràng hơn dạ và trong cái thông tin này chỉ là nga chia sẻ là để với một và đích là tham khảo thì một số anh chị đã nói là nga làm cái video đi á nhưng mà nga chỉ xin là chia sẻ cái phần này thôi tất nhiên đó là khi mà các anh chị á mà mua chứng khoán là các anh chị phải tùy theo các anh chị là muốn giống như là các anh chị là muốn mua những cái chứng khoán mà nó có gọi là nó bị là à, rủi ro cao hoặc là rủi ro vừa hoặc là rủi ro ít đó cho nên là và các anh chị phải là theo dõi theo dõi hàng ngày hàng giờ luôn và dạ, ví dụ như là ngâm mười mấy năm nay rồi gần hai chục năm nay rồi ví dụ vậy là mỗi buổi sáng là dạy ngoài cái việc là những cái việc là làm những cái việc khác thì nga uh, có thói quen là kiểm tra giống như là email kiểm tra là chứng khoán nó lên nó xuống như thế nào các anh chị phải theo dõi sát luôn Dạ để mà biết được cái giá cả rồi xong có sự lên xuống là à, cái um, cái chứng khoán của cái uh, cái cái công ty đó là nó lên nó xuống nó mạnh nó yếu nó như thế nào hoặc nó ổn định như thế nào là các anh chị phải theo dõi rồi và và các anh chị coi là nó là giống như là tùy theo cái mục tiêu của các anh chị nữa dạ nhiều người là muốn là um, mua những cái chứng khoán là có cái rủi ro cao thì các anh chị là có khả năng là ví dụ như là rủi ro cao thì có khi là mình được là lời là nhiều nhưng mà khi mà mất là cũng nhiều đó hoặc các rủi ro, ro là vừa hoặc là rủi ro là thấp và đó rồi những cái cái trái phiếu là có rủi ro là ít hơn nhưng mà nhưng mà khi mà các anh chị á, là tăng á, thì nó tăng là ít hơn là chứng khoán chứng khoán là nó tăng nó lên lên rất là làm là, là nhanh nhưng mà khi mà xuống ừ, là xuống cũng rất là nhanh cho nên là các anh chị phải coi là cái mục tiêu của các anh chị là cái gì và nga cũng xin thưa là nga sáng sớm nay nga có đi làm á, thì nga có làm cái video về cái um, cái vaccine nha các anh chị và cái chứng khoán Nga sẽ chia sẻ sao ha Dạ Nga thâu rồi mà Nga chưa có kịp tải lên á Dạ thì quay trở lại cái điều này Đó là cái điều mà các anh chị phải theo dõi thường xuyên nha các anh chị Dạ phải theo dõi thường xuyên, sáng nào cũng theo dõi, chiều cũng theo dõi Nói chung là, là các anh chị theo dõi thường xuyên để mà các anh chị biết được là nó lên nó xuống như thế nào Và cũng ví dụ như là trong cái trường hợp ví dụ như trước đây cũng có là vài người là cũng là mua chứng khoán rất là lâu năm rồi và người ta có lòng tự tin rằng là hàng không là không bao giờ là cái chứng khoán bị xuống luôn luôn là lời nhưng mà các anh chị thấy đó qua cái đại dịch là sao cuối cùng là các bên hàng không bị rất là nặng đó cho nên là các anh nhóc rủi ro rất là cao cho nên các anh chị phải coi ha các anh chị phải coi để mà cái cho phù hợp với cái khoản tài chính của mình nữa dạ rồi thêm một cái điều nữa ví dụ như oil là bên dầu đó khi mà các anh chị nhớ là lúc trước đây là dầu nó lên rất là cao ví dụ như là chiến có chiến tranh rồi này kia đó dầu lên rất là cao chứng khoán lên cao dùng dục luôn mà ầm cái các anh chị thấy không năm nay rất là tệ luôn Dạ. cho nên nó là các anh chị khi mà các anh chị mua các anh chị phải coi nữa, dạ cho nên là đó là những cái gì mà nga chia sẻ đó, dạ cái vấn đề rất là quan trọng các anh chị phải theo dõi cái giá, theo dõi hàng ngày hàng giờ luôn, dạ thì chứng khoán đó là thay đổi liên tục luôn, dạ nhưng là mới giờ đầu đầu giờ ví dụ đầu ngày là là nó xuống nhưng mà cuối ngày là nó lên hoặc là ngược lại, đó là những cái gì mà nga cũng mong muốn là chia sẻ lại với các anh chị theo cái sự hiểu biết của nga thôi dạ đó là cho để mà gửi đến các anh chị là tham khảo thôi còn nếu như mà các anh chị muốn mua hoặc là như thế nào đó thì các anh chị cần phải à, tham khảo những cái người chuyên gia dạ thì người ta có cái sự mà giải thích thỏa đáng hơn cho các anh chị. Dạ, Nga cảm ơn rất là nhiều Nga xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, các bác, các anh chị em và các bạn đã ủng hộ Nga. Nga cảm ơn rất rất là nhiều. Nếu như mà ai chưa đăng ký kênh thì vui lòng nhấn nút subscribe, đăng ký hoàn toàn miễn phí để mà các cô chú anh chị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga. Nhấn cái nút chuông để mà nhận được cái video mới nhất Nhấn like, nhấn share để ủng hộ kênh. Nếu như mà thấy video hữu ích Nga cảm ơn rất là nhiều. Kính chúc tất cả quý vị người quen lẫn không quen nhiều sức khỏe thành công gặp nhiều an vui trong cuộc sống và nếu như đi làm lại thì hết sức cẩn thận nghe cảm ơn rất là nhiều tay nào